Thầy Ten Hag được giải cứu thành công trong khi các cầu thủ Tottenham bị đối thủ một cân bạc. Chào mừng các huấn luyện viên đã quay trở lại với 10 phút chuyển động Ngoại hạng Anh cùng FC Online. Một vòng đấu Ngoại hạng Anh nữa trở lại và kịch tính không kém gì những thước phim Hollywood. Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Hãy cùng tôi, huấn luyện viên Mai Anh Tài khám phá ngay sau đây. Arsenal ngây thơ, Tottenham gặp đối văn phòng. Một vòng đấu không mấy vui vẻ của thành London, Arsenal bất ngờ để thua trước Bournemouth trong thế chơi thiếu người. William Saliba đã bị VAR tặng ngay một bao lì xì, đến nỗi Declan Rice phải ngán ngẩm kêu đồng đội là quá ngây thơ. Tottenham có được chiến thắng, nhưng họ đã va phải đối thủ văn phòng. Tiền đạo Mohamed Kudus bên phía West Ham đã có pha 1 cân 3 gọn gàng khiến Van der Ven, Richarlison và Pape Mateša gục ngã. Tất nhiên, anh được cho đi tắm sớm luôn sau đó. Khối thịnh vượng chung Manchester mở hội. Trái với thành London thì thành Manchester tuần này vui như mở hội. Man City lẫn Manchester United đều thắng ngược dòng trên sân khách. Trong ngày, The Citizens bày 5 khúc gỗ trên hàng công. Thầy Pep đã được giải cứu bằng hai trung vệ. Một người thầy đầu trọc khác cũng được giải cứu ở tuần này chính là Erik Ten Hag. Dường như nhờ bài giảng đắc nhân tâm của thầy 10 trong giờ nghỉ, nên MU đã trở lại ngoạn mục ở hiệp 2 trước Brentford. Đây là chiến thắng đầu tiên sau một tháng chỉ toàn hòa và thua của Quỷ Đỏ. Trọng tài cũng có thể cứu nổi Chelsea. Sức mẻ lực lượng và thi đấu phập phù, Chelsea không thể nào tạo nên bất ngờ trước Liverpool bay cao mà lại còn đá trên sân nhà Anfield. Trận đấu mà trọng tài John Brooks đã có phần ưu ái đội khách khi rút cho Liverpool 5 thẻ vàng, tha một quả penalty cho Chelsea, nhưng không thể cứu nổi The Blues. Ở chiều ngược lại, The Cop với 3 điểm đã củng cố ngôi vị đầu bảng của mình. Tâm điểm của vòng 9, pháo thủ hết đạn đối đầu với Liverpool. Vòng đấu tiếp theo tương đối dễ thở với các ông lớn Ngoại hạng Anh. Man City, MU hay là Tottenham đều gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, hai sắc xanh đỏ thành London lại dễ nếm trái đắng. Chelsea sẽ chạm trán Newcastle, trong khi Arsenal mất cả Saliba, Odegaard, Bukayo Saka sẽ phải tiếp đón Liverpool. Thi đấu trên sân nhà, nhưng pháo thủ xem chừng đã hết đạn để đấu với The Cop mất rồi. Quả thật là một vòng đấu trở lại đầy sôi động phải không ạ? Và để leo danh 1vs1 đẳng cấp Ngoại hạng Anh thì các huấn luyện viên sẽ cần phải có những ngôi sao đến từ giải đấu đẳng cấp nhất xứ sở sương mù. Còn bây giờ sẽ là chuyển động thị trường. Lưu ý với các bạn rằng giá cả dưới đây sẽ tính đến thời điểm ghi hình chương trình thôi nha. Cầu thủ đầu tiên là người đã có màn hồi xuân mạnh mẽ ở tuần qua, Casemiro. Trong game thì phiên bản CU cô đọng tinh túy những năm tháng đỉnh cao của tiền vệ người Brazil với bộ kỹ năng phòng ngự hết nước chấm. Đây cũng là mùa thẻ Casemiro có sự trở lại của trí dấu ẩn sút xa, giúp khả năng tấn công của anh được nâng cấp đáng kể. Giá ở mức thẻ cộng 5 đã tăng mạnh trong thời gian qua và hiện đang ở mức 3.600 tỷ BP. Trường hợp thứ hai cũng là một cầu thủ tỏa sáng rực rỡ trong tuần này, đó chính là Mohamed Salah. Đây là cầu thủ không thể thiếu đối với những anh em chơi team color Liverpool với tốc độ, sức cản lướt cùng khả năng dứt điểm sắc bén. Hiện tại một thẻ CU của Pharaon là phiên bản tốt nhất có thể dễ dàng mua được trên thị trường chuyển nhượng với AI huyền thoại. Chỉ số ẩn ngon và bộ chỉ số dứt điểm lẫn tốc độ đều trên 120. Mức giá cho thẻ cộng 5 rơi vào khoảng 2.000 tỷ BP. Tân binh chất lượng đã về. Vậy thì sắp xếp nhân sự trong đội hình thế nào để đạt được hiệu quả cao trong thực chiến đây? Nếu chưa tìm được lời giải, anh em có thể tham khảo những chiến thuật bá đạo được các huấn luyện viên trình làng trong Ngoại hạng Anh tuần qua. Ngay bây giờ sẽ là chuyển động xa bàn. Trong tuần vừa rồi, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có màn giữ ghế thần sầu với chiến thuật hai sơ đồ độc lạ. Trong đó đáng chú ý là khi đội nhà có bóng, ông sếp Lisandro Martinez đá LB để chơi back 3 và đẩy Diogo Dalot chơi dâng cao, thường xuyên chạy cánh vào trong đón những đường truyền vượt tuyến. Vậy tấn công như thầy 10 khó trong game sẽ như thế nào? Đây là một sơ đồ bố trí khá giống 3-5-2 nhưng lệch cánh. Điểm khác biệt là chúng ta sẽ có 3 CB và 1 RWB. Trong đó 3 trung vệ được xếp xuống 1-3, phải có khả năng truyền dài và tốc độ rất tốt để sẵn sàng bọc lót hai bên cánh. Những cái tên phù hợp sẽ là Van Dijk, Ruben Dias và Josko Vardiol. Còn với vị trí RWB, cầu thủ đó phải có thể chất vượt trội và khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Xu hướng là 3-3 và chiến thuật đơn là AR1, SR1. Sự lựa chọn cho vị trí này là Trent Alexander-Arnold, Reece James và Diogo Dalot. Ở hành lang đối diện là vị trí LM với xu hướng 3-2 và được xét CC2, SR1. Đây sẽ là cầu thủ nhận bóng phản công trong sơ đồ này nên cần tốc độ cùng khả năng leo biên cực kỳ tốt. Các huấn luyện viên có thể chọn Son Heung-min, Mitoma hay là Jadon Sancho cho vị trí này.
Đối với double pivot, các huấn luyện viên cũng nên bố trí một máy quét và một chân truyền phát động tấn công từ xa. Một CDM chỉ ở nhà sẽ có xu hướng 1-3, trong khi CDM còn lại có thể nhô cao chơi box to box, xu hướng 2-2. Cả hai đều được xét chiến thuật đơn DP1. Những cầu thủ phù hợp có thể là Robbie, Declan Rice và Julington. Nhạc trưởng cho đội hình này không có nhiều yêu cầu đặc biệt. Các huấn luyện viên chỉ cần set 3-2 và PF1 để cầu thủ này phát huy hết khả năng của mình. Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne hoặc là Cole Palmer sẽ phù hợp chơi ở đây. Với bộ đôi tiền đạo, vị trí RF thực chất là tiền đạo cánh chơi bó vào trong để tạo không gian cho RWB bằng lên. Cầu thủ này phải có khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm sắc bén. Anh sẽ được xét xu hướng 3-2 cùng AR1, SR1. Sự lựa chọn có thể là Mohamed Salah, Marcus Rashford và Dejan Kulusevski. Cuối cùng, ST trong đội hình này phải có khả năng làm tường và là điểm đến của những đường tạt bóng. Chiến thuật AR2, SR2 cùng xu hướng 3-2 sẽ là hợp lý. Các huấn luyện viên có thể chọn Erling Haaland, Rasmus Højlund hoặc Dominic Solanke. Để kết lại những diễn biến trong tuần thi đấu vừa qua của Ngoại hạng Anh, ngay bây giờ, các bạn hãy cùng tôi tìm ra đội hình tiêu biểu Team of the Week. Vòng 8 của Premier League đã khép lại với nhiều điểm nhấn đến từ các ngôi sao. Và sau đây sẽ là 11 cái tên mà FC Online cho là xuất sắc nhất ở tuần qua với sơ đồ 4-1-2-3. Nếu các bạn thấy cái tên nào xứng đáng hơn, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Vị trí thủ môn GK Mark Flecken của Brentford. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có đến 9 pha cứu thua trước Manchester United. Cặp CB Marco Senesi của Bournemouth và John Stone của Man City. Trước về Senesi là người được chấm điểm cao nhất trong chiến thắng trước Arsenal. Anh có 5 pha không chiến thành công và 4 lần tắc bóng thành công. Còn John Stone chính là người hùng với bàn thắng ở những phút cuối cùng giúp Man City thắng ngược dòng trước Wolverhampton. Vị trí LB thuộc về Destiny Udoze của Tottenham Hotspur. Hậu vệ người Ý đã có 3 cú tắc bóng cùng một đường kiến tạo trong trận đại thắng của Spurs. Vị trí RB thuộc về Ashley Young của câu lạc bộ Everton. Cái tên Ashley Young nhưng vẫn gọi bằng cụ vì đã 39 tuổi mà vẫn đá rất cháy trong ngoại hạng của Everton tuần qua. Vị trí CDM thuộc về Casemiro của Manchester United. Chuyền bóng chính xác 84%, 4 lần thắng không chiến, 5 cú tắc bóng. Casemiro đã trở về những năm tháng đỉnh cao của mình trong trận đấu với Brentford. Cặp CM Yuri Tielemans của Aston Villa và Curtis Jones của Liverpool. Dù là tân binh, Tielemans đang thể hiện phong độ rất ấn tượng tại Aston Villa. Tuần qua anh đã có thêm một kiến tạo. Trong khi đó, Curtis Jones đã có màn thể hiện xuất sắc trước Chelsea khi in dấu giày vào cả hai bàn thắng của Sir Cope. Vị trí RW, Mohamed Salah của Liverpool. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ thì Salah đã chơi cực hay với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Vị trí LW thuộc về Son Heung-min của Tottenham Hotspur. Một tuần chơi rực sáng của ngôi sao người Hàn Quốc, anh ghi một bàn thắng và có thêm một cú dứt điểm khiến đối thủ phản lưới nhà, giúp cho gà trống lội ngược dòng thành công. Vị trí ST thuộc về Danny Welbeck của Brighton. Thành Lốp đã cầm bách cực mạnh ở tuần qua khi nổ súng ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà vượt qua Newcastle. Và đó là những gì có trong Ngoại hạng Anh tuần này. Nhưng chưa hết, 10 phút chuyển động Ngoại hạng Anh tập số 6 sẽ có thêm một hoạt động siêu hấp dẫn nữa gửi đến các huấn luyện viên. Đó chính là mini game xem bóng thỏa đam mê nhận cơn mưa FC với luật chơi như sau. Chương trình sẽ đưa ra câu hỏi dự đoán các huấn luyện viên tham gia bằng cách để lại comment ngay bên dưới tập phát sóng theo cú pháp tên huấn luyện viên in game cộng UID cộng đáp án cộng số may mắn từ 1 đến 9999. Thời gian hợp lệ để đưa ra dự đoán là từ khi công bố câu hỏi đến hết chủ nhật của tuần đó. 5 người chơi may mắn trúng giải sẽ được ban tổ chức thông báo ở số tiếp theo với mỗi phần thưởng trị giá 200 FC. Thể lệ đã rõ rồi thì chúng ta bắt đầu ngay thôi. Câu hỏi của tuần này sẽ là cầu thủ nào giữ vị trí tiền đạo trong đội hình tiêu biểu của tuần ở tập phát sóng ngày 31 tháng 10. Chỉ cần xem bóng đá mà có cơ hội nhận FC miễn phí. Các huấn luyện viên còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay thôi nào. Cơn mưa FC vẫn chưa dừng lại ở đó vì chúng ta vẫn còn sự kiện miễn phí đồng hành Premier League, Love Premier League, Play FC Online tại epl.fconline.garena.vn. Hàng ngàn FC đang chờ đợi các anh em tại shop đổi điểm đấy ạ. Chăm chỉ tích lũy điểm số từ các hoạt động dự đoán là con đường nhanh nhất để các huấn luyện viên chạm tay vào những phần thưởng in-game giá trị này. Tuần rồi có lẽ khối anh em phải ra đảo vì tin tưởng Arsenal phải không? Nhưng không sao cả vì vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước. Và đó là tất cả những gì có trong tập phát sóng tuần này. Anh em đừng quên theo dõi 10 phút chuyển động Ngoại hạng Anh cùng FC Online vào thứ năm hàng tuần trên các kênh sóng của EA Sports FC Online Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.